Hello mọi người, thì mình là Kid đây và đây là cái shop Refi của Kid nè, shop.mrkidff.vn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn đặt Refi hoặc là thử vận may kim cương á thì có thể ghé shop ủng hộ Kid nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kid nè. Hello, xin chào mọi người, lại là Kid Bọt Biển đây. Thì Kid Bọt Biển chúc các bạn một ngày thật là vui và gặp nhiều may mắn nha. Từ sau khi mà Kid làm video về mấy con bọt biển á, thì có nhiều bạn kêu Kid là Kid Bọt Biển. Kid thấy cái tên nó cũng hài hài, cũng cute mọi người. Nên là thôi thì gọi mình bằng Kid Bọt Biển luôn cho nó vui vui nha mọi người. Ok, thì ngày hôm nay là Kid sẽ có một cái video nó khá đặc biệt và nó khá thú vị cho các bạn xem đây. Thì cái tin chắc là đây sẽ là cái câu chuyện mọi người, một cái hành trình mà tất cả những cái bạn mà đang chơi DeFi nè, đã từng chơi DeFi, đang chơi DeFi và sắp sửa chơi DeFi đó, cũng sẽ đều có một cái câu chuyện mà nó giống như vậy mọi người. Đó chính là cái hành trình từ một cái người mà mới chơi cho đến khi mà đạt được những cái kỹ năng nó trong DeFi của mình, thành một cái bà rồ. Mặc dù là kích chưa phải bà rồ mọi người, kích bắn cũng còn dở lắm, chưa phải bà rồ đâu, cũng còn đang tập luyện mọi người. Nhưng mà đâu đó thì Kid cũng đã gọi là bắn hay hơn so với cái thời mà Kid mới cầm điện thoại tải DeFi về chơi rất là nhiều rồi. Đấy, nên là Kid nghĩ là đâu đó cái câu chuyện này nó cũng sẽ là cái cảm hứng mọi người. Cái cảm hứng cho rất là nhiều bạn đang tập luyện nè, mới chơi DeFi mình tập luyện chưa bắn hay á. Và nó cũng sẽ chia sẻ những cái kỷ niệm mà rất là thú vị ở trong DeFi của mình luôn á. Ok, thì mọi người xem video nhớ là subscribe kênh nha, đăng ký kênh, like và comment để ủng hộ cho Kid nha, có động lực ra nhiều video hay hơn cho mọi người xem. Kid thấy là vẫn còn nhiều bạn nè đang xem video của Kid mà chưa đăng ký kênh luôn á, nên là nhớ đăng ký kênh, subscribe để ủng hộ cho Kid Bọt Biển với nha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau vào với cái hành trình thôi, cái câu chuyện mọi người. Thì lúc mà mới tải game DeFi về á thì mình sẽ chơi như thế này mọi người. Đây là tất cả những video mà Kid đã từng quay lại mọi người, cái quá trình của Kid luôn á. Đấy, thì lúc mà mới tải game thì Kid đặt cái tên là Happy Skid mọi người. Lúc mới chơi là cứ sấy như vậy thôi mọi người. Cái này là video này cũng được là 3 năm rồi, 3 năm trước rồi. Cái thời này là chưa kéo tầm mọi người. Người ta cứ sấy giáp thôi. Đấy, các bạn thấy ông kia cũng sấy giáp không? Thì hai bên sấy giáp với nhau, ai bắn mà dính người nhiều hơn á thì người đó sẽ thắng thôi. Thì Kid nghĩ là chắc là nhiều bạn mới tải game DeFi về chơi thì chắc cũng bắn như Kid đúng nè. Các bạn nào mà mới tải game về mà bắn như siêu nhân không? Bắn mà kêu tâm mà di chuyển mà ném bom keo loạn xa xì ngầu mọi người. Chứ mà Kid mới tải game về chơi là Kid bắn vậy nè mọi người. Đó, bắn giống như boss nè mọi người. Cái này là Kid đang bắn ở cái mức răng kim cương nè mọi người. Hồi xưa người ta bắn cứ kiểu như là nhìn giống như boss bây giờ mọi người, nó cứ chậm chậm. Ok, còn đây chính là cái level 20 mọi người. Level 20 sau khi mà Kid đã chơi được khoảng chắc cũng được 1-2 tháng gì đó rồi. Thì Kid bắn được giống như vậy mọi người, cứ tấp ngắm, nhưng mà tấp ngắm nó rất là chính xác luôn. Thì nhiều bạn mà mới tải game xong chơi tới level 20 chắc cũng bắn được như vậy đúng không ta? Nhưng mà không, cái bạn may mắn lắm nha. Bây giờ thì có những cái người ta đã làm video á, kiểu như chia sẻ kéo tâm nè, hướng dẫn cái cách để mà kéo tâm, rồi ném bom keo di chuyển nó thế nào á, nên đâm ra là các bạn sẽ học được rất là nhanh. Thì Kid nghĩ là nếu mà bạn nào mà mới chơi game xong á, vào xem mấy cái clip mà hướng dẫn kéo tâm của Kid nè, thì chắc chắn là sẽ tiến bộ sau khoảng tầm 1-2 tháng thôi. Cỡ level 20-30 mọi người là các bạn bắn như siêu nhân quá. Nó không giống như hồi xưa. Hồi xưa là cứ như vậy nè mọi người, đó. Mà phải đúng là tới cái level 20 này á, là Kid mới biết cái quả bom keo dùng để ném ra chắn đạn đó mọi người. Chứ trước đó là không biết nó dùng làm gì luôn. Thậm chí là lút xác thấy bom keo quá trời mọi người, còn không biết là có lút không. Thôi kệ, bỏ luôn đi. Đấy, hồi xưa là cứ sấy giáp thôi, mà sấy cũng không trúng đâu mọi người, khổ lắm. Đây, còn đây chính là level 28 mọi người. Thì level 28 thì bắt đầu là kiểu Kid nghĩ là chắc là các bạn cũng hổ báo hơn nhiều đúng không nào. Cái lúc này là Kid cũng đi săn rồi mọi người. Đi săn, mặc dù là mỗi lần đi săn gặp địch là Kid đều chết trước. Nhưng mà nó vui mọi người. Cứ như vậy thì mình cứ tiến bộ theo từng ngày. Đấy, phải có bắn mọi người, có bắn á, thì mới có tiến bộ. Còn mà cứ đi núp không á thì mình sẽ không thể lên trình được. Đó, cái này lúc 28 nè mọi người. 28 là cầm xe đi đi tông người. Đi tông người, đi bắn nhau. Clip này nó cũng 2 năm mấy hơn rồi mọi người. Lâu rồi. Này là lâu lắm rồi. Cái thời mà gọi là hai bên còn gọi là sấy giáp nhau. Chỉ có nhảy bắn thôi. Cầm tiểu liên hoặc là shotgun á, các bạn đứng gần nhau sau đó nhảy lên bắn thì nó sẽ kéo cái đạn lên đầu, nó sẽ headshot mọi người. Kid nhớ cái thời này của Kid là hình như là Funky Em với lại WAZ nhóc mọi người, là hai cái người mà kéo tâm rất là hay Việt Nam. Đấy,
Ok, còn đây chính là cái level 35 mọi người của Kid nha. Đấy, lúc này là bắt đầu là Kid tập đi solo squad mọi người, đi lẻ, tắt team đi lẻ để mà tập cần 4. Hồi xưa các bạn thấy là địch chậm lắm mọi người, địch di chuyển chậm lắm, nên là kiểu giống như là boss bây giờ á. Nhưng mà hồi xưa mà thấy địch như vậy là tay chân cũng líu quíu rồi mọi người. Cũng toàn là mấy cái người mà kiểu như bà rò hồi xưa á, là kiểu như là boss bây giờ mọi người. Giống như vậy đấy. Tại vì là thời đó là không có YouTuber hướng dẫn kéo tâm mọi người, không có ai chỉ kỹ năng hết ráo á, nên là mình phải tự tập luyện. Cái kỹ năng mà di chuyển nhanh á, mãi đến sau này có M8N mọi người thì mình mới học được, rồi mình mới làm mấy video mà hướng dẫn di chuyển nhanh. Thì lúc đó là Việt Nam cũng có nhiều bạn học được. Nói chứ trước đó là hình như là chỉ cái kỹ năng đó là không ai biết hết mọi người đó, nó lúa lắm mọi người. Kỳ lắm. Đấy, này là level 35 nha mọi người. Level 35 nha. Lúc này là mình tập đi lấy xe đi cân 4 rồi, đi lẻ mọi người, chứ không đi chung team nữa. Lúc này là bắt đầu là Kid biết về kéo tâm này. Đó, các bạn thấy là cũng có một hai viên dính đầu đúng không nào. Còn trước đó là cứ đè giáp thôi mọi người. Ok, và còn đây chính là level 45 mọi người. Lúc này thì Kid mới vừa lên huyền thoại thôi. Nó cho mình cái áo huyền thoại màu hồng hồng này, áo thun. Kid quên mất tiêu là mùa này mùa mấy rồi, nhưng mà cũng lâu lắm rồi mọi người, cũng hơn 2 năm rồi đấy. Kid nghĩ á, thời buổi bây giờ mọi người, nếu mà các bạn lên được cái mức 45 á, thì chắc là sẽ bắn hay hơn cái thời của Kid rất là nhiều luôn. Lúc này của Kid là chưa kéo tâm được, chưa bơm keo được, chưa di chuyển nhanh được. Đấy, còn bây giờ các bạn cứ việc xem mấy video hướng dẫn thôi, thì cỡ level 30 hoặc là 45 á, là các bạn đã bắn hay hơn rất là nhiều rồi mọi người. Kéo tâm phải nói là đỉnh của chóp đúng không nào. Lúc này là nhấp vô Toco mọi người, nhấp vô Toco này, đó. Ai mà đứng im là sẽ chết rất là nhanh nha. Chỉ cần hai viên đạn vào đầu thôi là địch nó chết ngát rồi mọi người. Thời này cũng là cái thời nguy hoàng của nhấp nhô Toco đó mọi người. Mà phải nói bạn nào mà chơi PC á, cài macro thôi nhấp là thấy sợ đâu mọi người. Rất là kinh điển luôn. Đấy, ok, còn đây chính là cái level 50 mọi người. Level 50 thì bắt đầu là cái gọi là luyện đi, lấy xe đi cân 4, cân 5, ly team. Mà lúc này là cái ly cũng khá là ổn rồi. Cái cân 1 team, 2 team cũng ok mọi người. Đấy, thời đó là cứ cầm súng thôi, cầm súng phát súng chạy nha mọi người, chứ không có cái chuyện là cất súng chạy nhanh đâu. Nên là các bạn thấy kỹ năng như vậy thì Kid thấy là cũng khá là ổn mọi người. Hồi xưa là người ta cứ cầm súng đấy, cứ chạy nhảy thôi, di chuyển còn khựng nhiều lắm mọi người. Tức là cái cách ném bom keo của hồi xưa là ném đứng thôi, chứ không có ngồi đâu. Ném cứ quăng đứng, mà quăng nhanh á là đã mừng rồi, mà quan sát người nữa chứ. Nên hồi xưa game thủ kỹ năng người ta kém lắm mọi người. Mà mọi người ơi, tính ra là tới bây giờ là Kid cũng đã chia sẻ cho mọi người rất là nhiều video hướng dẫn rồi đúng không ta? Kid thấy như vậy đó mọi người, chia sẻ cũng nhiều lắm rồi. Nên là Kid thấy các bạn cứ xem video của Kid ha, rồi các bạn tập theo đi. Kid có những cái video hướng dẫn mà Kid đầu tư thời gian rất là chăm chút luôn mọi người. Nên là các bạn cứ tập theo ha, thì sẽ bắn hay hơn Kid rất là nhiều luôn. Và cái thời gian mình tiến bộ lên nó cũng nhanh hơn mọi người, chứ không có giống như Kid đâu. Kid cù bắp quá mọi người, phải mất tới 3 năm trời bắn mới hay được mọi người. Mà cũng chưa phải là hay nữa, bắn cũng còn dở lắm. Đấy, nên là các bạn cứ xem và tập theo thì chắc chắn là các bạn sẽ gọi là lên trình rất là nhanh. Phải nói là tất cả những cái tinh hoa tinh túy Kid đều dồn vào trong đó mọi người. Nói chung là Kid đầu tư thời gian nó kỹ lắm. Kid làm á là vì muốn các bạn bắn được mọi người, làm được bắn được, chứ không phải là làm video nó qua loa mọi người. Nên là Kid đầu tư thời gian khá là kỹ. Đấy, lúc này là Kid 65 nè mọi người. Level 65 thì bắn được như vậy. Bắn one shot cũng khá là ok rồi. Di chuyển thì còn hơi lựng khựng mọi người. Bơm keo thì cũng chưa có được ok lắm. Nói chung là bắn được cái one shot mọi người, one shot kéo tâm nó ok hơn. Level 65 mà Kid cù bắp quá ha mọi người. Chứ bây giờ các bạn mà level 65 thì Kid nghĩ là có nhiều bạn bắn sẽ rất là ghê luôn đấy. Ok, còn đây chính là cái cấp độ hiện tại của Kid mọi người. Hiện tại thì Kid bắn như vậy. Đó, nói chung là lúc này là Kid hoàn chỉnh nhất mọi người. Trước đó thì còn nhiều lỗi lắm. Còn lúc này là Kid gọi là bắn one shot nhiều hơn này. Tỷ lệ headshot của mình lúc này thì cũng rất là cao mọi người. Cao hơn hồi xưa rất là nhiều luôn. Một phát mà chết hai con ngàn nè mọi người. Đấy, nói chung là cái này là cũng phải tập rất là nhiều ha. Một ngày mình tập khoảng chắc từ nửa tiếng cho đến 40 phút mọi người là tập luyện ở trong huấn luyện đấy. Còn lại thời gian thì mình sẽ tập ở trong solo squad và mình đi đấu phòng. Chắc là sau khi mà xem xong video này của Kid thì nhiều bạn cũng đã hiểu ra là cái quá trình của Kid nó rất là dài đúng không nào. Từ lúc mà Kid mới chơi game cho đến bắn được như vậy mọi người thì nó trải qua cũng phải gần 3 năm trời. Gần 3 năm trời mọi người, một khoảng thời gian rất là dài. Đấy, nên là có nhiều bạn mà vẫn đang tập luyện mọi người bắn chưa hay thì mình cứ kiên trì ha.
Nói chung là bây giờ mọi người cứ chơi và tập theo những cái video hướng dẫn á, của YouTuber á, thì họ chỉ rất là hay rồi, nên là mình sẽ lên trình rất là nhanh, chứ nó không có giống như Kid đâu. Rồi ok, thì video clip ngày hôm nay của Kid thì sẽ dừng ở đây thôi mọi người. Đến lúc là chúng ta phải nói lại bye bye rồi. Kid cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem clip của Kid đến cái phút này nha. Và Kid chúc tất cả mọi người một ngày thật là hạnh phúc và vui vẻ nha mọi người. Bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người thôi. Mọi người đừng quên là subscribe kênh để ủng hộ cho Kid nha. Like video và comment vài cái nữa. Kid cảm ơn rất là nhiều. Bye bye tất cả mọi người nha. Tạm biệt.